Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên đề chứng khoán cuối tuần. Thưa quý vị, năm 2020, hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra khá chậm. Tính cả giai đoạn từ năm 2016 đến nay thì mới đạt 28% kế hoạch đề ra. Rất nhiều doanh nghiệp đã được nhắc tới trong quyết định số 26 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó phải kể đến như Agribank, Vinafood 1, Ken 1, Ken 2. Việc chậm trễ cổ phần hóa có rất nhiều nguyên nhân từ chính nội bộ doanh nghiệp và nguyên nhân khách quan đến từ yếu tố thị trường. Vậy có nên quy trách nhiệm cho lãnh đạo của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa chậm hay không cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua. Chuyên đề chứng khoán cuối tuần này sẽ đề cập đến vấn đề này với chủ đề Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Phần 3, doanh nghiệp chậm cổ phần hóa vì sợ sai. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi về nguyên nhân chậm cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian vừa qua. Theo nhiều chuyên gia, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017 đến 2020 của chính phủ cho đến thời điểm này gần như là khó sẽ đạt được. Chỉ mới có 36 doanh nghiệp đã cổ phần hóa thành công và cũng đã đăng ký giao dịch tại Upcom. Điều này đồng nghĩa với việc còn tới 92 doanh nghiệp sẽ phải cổ phần hóa trong năm 2020. Tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn chậm như trên, kế hoạch và yêu cầu trong năm 2019 sẽ phải tiếp tục dồn sang năm 2020. Đơn cử thành phố Hà Nội sẽ phải cổ phần hóa 13 doanh nghiệp, chiếm đến 14% kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải cổ phần hóa 38 doanh nghiệp, chiếm 40% kế hoạch. Thoái vốn phải đạt 60.000 tỷ đồng thì đến nay mới chỉ đạt được 7% kế hoạch. Hiện tại, Bộ Tài chính đã công khai danh sách các doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa niêm yết, trong đó ghi rõ tên doanh nghiệp, người đứng đầu để làm rõ trách nhiệm, để đôn đốc cũng như tránh tình trạng chậm trễ như thời gian vừa qua. Có nhiều khả năng chính phủ sẽ phải gia hạn cái kế hoạch cổ phần hóa cho đến cái giai đoạn là 2025 hay là 2026-2027 gì đấy. Đấy là một cái thực tế mà nhiều khả năng sẽ xảy ra. Và tôi nhận thấy rằng là cái sự chậm trễ này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ảnh hưởng đến cái quy mô doanh nghiệp tại thị trường chứng khoán Việt Nam, với ảnh hưởng đến cái tiến độ mà mở rộng quy mô để tiến tới là nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, rồi ảnh hưởng rất nhiều đến các cái kế hoạch mà rút vốn khỏi doanh nghiệp của chính phủ để sử dụng một cái nguồn vốn lớn phục vụ cho đầu tư công và phát triển kinh tế xã hội. Tất cả những cái tiến trình này nó chậm hơn thì nó làm cho cái hậu quả là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm tới mà chính phủ mong muốn mở rộng đầu tư thì gần như là sẽ khó thể thực hiện. Việc chậm trễ cổ phần hóa có rất nhiều nguyên nhân, cả nguyên nhân khách quan từ các yếu tố thị trường và nguyên nhân chủ quan đến từ chính các doanh nghiệp. Có thể thấy rằng, nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc chậm cổ phần hóa, thoái vốn chủ yếu đến từ chính doanh nghiệp. Việc giá thoái vốn chênh lệch quá lớn so với giá thị trường đã tạo tâm lý e ngại cho nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, bởi vì họ đã làm mất vốn của nhà nước. Thực tế cho thấy rằng, rất nhiều lãnh đạo e ngại vì sợ sai trong quá trình thoái vốn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến hầu hết các doanh nghiệp thoái vốn, cổ phần hóa chậm như hiện nay. Doanh nghiệp cổ phần hóa thì luôn luôn là một cái tin tức rất là tốt cho thị trường chứng khoán. Thì với mục tiêu mà 92 doanh nghiệp phải cổ phần hóa trong năm 2020 thì chúng tôi cũng không có bình luận cụ thể về số lượng doanh nghiệp vì chúng tôi vẫn nghĩ là chất lượng quan trọng hơn. Cái điểm vướng mắc chủ yếu mà chúng tôi nghĩ trong cái quá trình cổ phần hóa mà doanh nghiệp gặp phải chính là cái quá trình mà định giá lại tài sản, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến định giá lại đất của doanh nghiệp. Thì chúng tôi kỳ vọng là chính sách cũng như là doanh nghiệp sẽ tích cực hơn trong việc tháo gỡ những cái khó khăn trong việc định giá lại tài sản của doanh nghiệp, thì giúp cho cái quá trình IPO được nhanh hơn và tích cực hơn trong vào nửa cuối năm nay. Bên cạnh đó, tình trạng thoái vốn, cổ phần hóa diễn ra chậm là do quy mô thị trường chứng khoán trong nước còn chưa đủ lớn. Khó có thể hấp thụ hết toàn bộ số vốn mà doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trong một thời gian nhất định. Mặt khác, thị trường phát triển chưa bền vững nên giá cổ phiếu trên thị trường tăng giảm bất thường, dẫn đến khó khăn cho việc cổ phần hóa và thoái vốn. Thưa quý vị, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn đang là những điểm tắc nghẽn khiến cho dòng chảy kinh tế bị chặn lại. Việc hoàn thành kế hoạch cho Thủ tướng đề ra trong giai đoạn 2017-2020 còn khối lượng rất lớn. Những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan cũng đã được đề cập đến trong phóng sự vừa rồi. Vậy trách nhiệm của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cổ phần hóa chậm, thoái vốn chậm sẽ như thế nào? Cần có cơ chế chế tài xử lý ra sao?
Phóng sự ngay sau đây sẽ tiếp tục ghi nhận những ý kiến của các thành viên thị trường. Bàn về các giải pháp để doanh nghiệp thực hiện việc cổ phần hóa đúng với kế hoạch đặt ra, rất nhiều chuyên gia cho rằng cần có chế tài mạnh mẽ và rõ ràng trong văn bản cụ thể về cổ phần hóa. Thực tế, trong giai đoạn 2011 đến 2015, lãnh đạo chính phủ đã nhiều lần yêu cầu phải thay thế, cách chức các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hóa. Giai đoạn 2016 đến 2020, nhiều chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ yêu cầu xác định trách nhiệm và có chế tài mạnh, xử lý nghiêm các hành vi cản trở hoặc làm chậm tiến trình cổ phần hóa. Như quý vị cũng đã biết thì việc cổ phần hóa các cái doanh nghiệp nhà nước trong cái năm vừa qua chưa đạt tốc độ như kỳ vọng. Năm vừa rồi chỉ có 36 trên 128 doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa. Và như vậy số doanh nghiệp còn lại phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020 theo kế hoạch là 92 doanh nghiệp, tức là một con số rất là lớn. Và đặc biệt cái tình hình niêm yết đăng ký giao dịch của các cái doanh nghiệp sau cổ phần hóa cũng vẫn còn chậm. Điều này nó sẽ tác động trực tiếp đến cái tính công khai và minh bạch của các cái doanh nghiệp này. Đồng thời nó cũng hạn chế cái công tác giám sát, thực hiện quản trị công ty của các cái doanh nghiệp này. Ủy ban chứng khoán đã hiện nay đã là thực hiện công tác thống kê và sẽ chắc chắn sẽ gửi cái danh sách này đến cơ quan quản lý để có những cái giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa cái công tác cổ phần hóa và lên niêm yết giao dịch của cái khối doanh nghiệp này. Về mặt nguyên nhân khách quan, ở đây là thị trường chứng khoán thì chúng ta phải có những cái giải pháp để nâng cao và mở rộng cái quy mô của thị trường chứng khoán trong nước ra để nó có thể hấp thụ được những cái nguồn vốn lớn hơn khi mà cổ phần hóa. Còn về cái nguyên nhân chủ quan là từ phía các bộ ban ngành, từ phía những người đứng đầu của các doanh nghiệp, của các tổng công ty, của các tập đoàn, thì ở đây chúng ta có thể là gọi là quy trách nhiệm cũng được, hoặc là đề ra một cái gọi là thưởng phạt như ở trong mình sử dụng lao động ở trong các doanh nghiệp ấy. Đó là làm tốt thì được thưởng và nếu như làm kém thì bị phạt. Thế và ở đây cụ thể là các doanh nghiệp cần phải có xây dựng ra một cái đề án và sau đó thì cái tiến độ được đề ra, những doanh nghiệp nào không đạt được cái tiến độ đó, lý do tại sao thì cứ mỗi một năm phải giải trình cái đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả và cái tiến độ của bọn nó doanh nghiệp nó sẽ được đẩy nhanh hơn trong thời gian tới. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp còn tranh thủ để thu mua khi giá chưa được xác định theo giá thị trường nhằm phục vụ lợi ích riêng. Cùng với đó, sự chủ quan của các lãnh đạo doanh nghiệp cũng là nguyên nhân được các chuyên gia nhắc đến. Nhiều doanh nghiệp có cái hiệu quả kinh doanh rất tốt, có nhà đầu tư sẵn sàng mua. Thế tuy nhiên, toàn bộ cái quá trình cổ phần hóa hay là bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp đó đều vẫn rất là chậm trễ. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp thậm chí còn tranh thủ là để mua vào khi mà giá chưa được định giá theo giá thị trường. Đấy, nó dẫn đến một cái gọi là yếu tố chủ quan lợi ích nhóm, nó làm cho kìm hãm cái tốc độ mà cổ phần hóa đó lại. Đây là hai, tôi cho rằng đây là hai nguyên nhân chính mà lớn nhất. Thì đối với nguyên nhân thứ hai thì rõ ràng trách nhiệm của lãnh đạo là rất lớn. Doanh nghiệp tốt mà có nhiều nhà đầu tư tham gia mà lại không cổ phần hóa được thì đấy chính là trách nhiệm của lãnh đạo. Và tôi tin rằng là cái việc mà chúng ta dùng chế tài để áp dụng cho những lãnh đạo doanh nghiệp trong trường hợp này thì rất là chính đáng để họ phải có trách nhiệm trong việc là hoàn thành các cái mục tiêu của nhà nước. Có thể thấy, việc chậm trễ của các doanh nghiệp nhà nước trong việc cổ phần hóa, thoái vốn, niêm yết sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến quy mô doanh nghiệp tại thị trường chứng khoán Việt Nam, ảnh hưởng đến tiến độ mở rộng quy mô để tiến tới nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch rút vốn khỏi doanh nghiệp của chính phủ để sử dụng nguồn vốn lớn phục vụ cho đầu tư công và phát triển kinh tế xã hội, dẫn đến hậu quả là tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm tới mà chính phủ mong muốn sẽ khó có thể thực hiện. Thưa quý vị, để minh bạch và công khai hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, một giải pháp đã được thực hiện trong nhiều năm qua, đó là bắt buộc đưa các doanh nghiệp nhà nước lên sàn Upcom sau cổ phần hóa. Vậy tình hình lên sàn sau cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay như thế nào? Cơ quan quản lý có những đề xuất hay giải pháp gì để hỗ trợ cho doanh nghiệp? Phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn với VITV. Thưa ông, nếu mà nhắc đến cái quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì chúng ta đã nhắc đến rất là nhiều năm nay rồi và cái quá trình này vẫn diễn ra rất là chậm chạp. Ông có thể chia sẻ về cái công tác cổ phần hóa mà gắn với niêm yết đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán thời gian vừa qua đã thực hiện như thế nào ạ? Kể từ khi thông tư 115 2016 ra đời thì công tác đấu giá cổ phần hóa với đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán cũng đã được thúc đẩy rất là tích cực. Tuy rằng năm đầu trong năm đầu tiên của thông tư có hiệu lực
năm 2017 thì mới có 3 doanh nghiệp thực hiện đăng ký giao dịch ngay khi hoàn tất đấu giá cổ phần hóa. Thì tính đến nay đã có 33 doanh nghiệp thực hiện gắn đấu giá với đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom với tổng giá trị đăng ký giao dịch là hơn 13.000 tỷ đồng. Dù là trong những năm 2018-2019 thì cái tiến trình cổ phần hóa nhìn chung là chưa đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là cái ảnh hưởng của cái tác động của cái thông tư 15 đã giúp cho các cái doanh nghiệp thực hiện tích cực hơn so với cái giai đoạn trước. Và đồng thời vì cái tác động của thông tư này thì cũng đã giúp cho là việc niêm yết, việc đăng ký giao dịch các cái cổ phiếu trên Upcom thì cũng làm tăng cái tính thanh khoản cho cái hoạt động đấu giá cổ phần hóa các cái doanh nghiệp nhà nước. Và theo thống kê của chúng tôi thì trong giai đoạn 2015 trở lại đây thì có khoảng gần 500 doanh nghiệp thực hiện đăng ký giao dịch trên Upcom, thì đã có tới khoảng hơn 338 doanh nghiệp là các doanh nghiệp cổ phần hóa. Chất lượng hàng hóa thì nói chung là theo tôi thì nó cũng khá là đa dạng. Cũng có những doanh nghiệp là rất là quy mô lớn và có tên tuổi trên thị trường, được công chứng chúng đầu tư đón nhận rất là nồng nhiệt, ví dụ như là cổ phiếu của Vietnam Airlines tham gia. Tuy nhiên thì cũng có những doanh nghiệp thì cái hoạt động, quy mô hoạt động cũng chưa được lớn, vẫn còn nhỏ, và hoạt động tình hình hoạt xuất kinh doanh cũng chưa thực sự là tốt. Nhưng tuy nhiên thì việc tham gia vào thị trường Upcom thì cũng một mặt vừa một mặt là giúp cho doanh nghiệp có cái điều kiện để tiếp tục huy động vốn trên thị trường chứng khoán, cũng và một mặt khác thì cũng làm cho các nhà đầu tư có thêm cái sự lựa chọn khi mà ra quyết định đầu tư. Đối với những doanh nghiệp mà trong diện phải lên sàn nhưng mà họ cố tình kéo dài cái thời gian lên sàn, thì về phía sở có những cái đề xuất hay những cái biện pháp xử lý như nào? Phần lớn nhất thì chính là cái tiến trình cổ phần hóa là cũng chưa thực sự đạt được như mong muốn. Thứ hai là bản thân các cái nhận thức từ phía doanh nghiệp khi mà họ tham gia thực hiện cổ phần hóa thì cũng còn nhiều, có những cái hạn chế. Chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải đẩy mạnh cái tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Công tác này thì không chỉ mình sở hữu chứng khoán Hà Nội mà là nó đòi hỏi có sự phối hợp của các cái cơ quan quản lý cũng như là các cái bộ ban ngành, các cái cơ quan chủ quản của các cái doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi nghĩ rằng cũng phải tăng cường các cái hình thức tuyên truyền vận động đối với các doanh nghiệp, cũng như là áp dụng các cái chế tài xử phạt hợp lý để làm sao mà các doanh nghiệp người ta tăng cường cái nhận thức khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Anh Phong đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận về hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.